Xin chào các em, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chú ong hạnh phúc như thế này nhé. Rất đơn giản thôi, chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên, chị vẽ một hình tròn làm khuôn mặt. Sau đó, chị vẽ thêm hai hình tròn làm mắt. Chị vẽ một số chi tiết để đôi mắt trông sinh động hơn. Rồi, chị vẽ một chiếc miệng mỉm cười ở giữa. Tiếp theo, chị vẽ một hình bầu dục ở phía sau hình tròn làm thân của chú ong. Sau đó, chị vẽ bốn đường cong song song và có khoảng cách bằng nhau ở thân của chú ong. Phía trên đầu, chị vẽ hai đường cong, kết thúc bằng hình tròn nhỏ làm râu cho chú ong. Chị tiếp tục vẽ hai hình bầu dục trên lưng làm cánh cho chú. Và một hình tam giác nhỏ ở phía sau lưng, đây chính là chiếc ngòi của chú ong đó các em, nếu bị đốt bằng chiếc ngòi này thì đau lắm. Để cho bức tranh của chúng ta bớt đơn điệu, chị sẽ vẽ thêm một dòng chữ Be Happy ở dưới chú ong nhé. Các em theo dõi và vẽ lại các nét giống chị nha, chị sẽ vẽ thật chậm. Rồi, chị dùng những nét đứt nối ngòi của chú ong xuống dòng chữ. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Nếu như có một bức tranh như thế này trang trí trong phòng thì cũng khá bắt mắt đó các em ạ. Có bất cứ góp ý gì về video của Boom Boom TV, các em nhớ comment ở phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký Boom Boom TV để ủng hộ chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.